quay trở lại với Tokyo Camera. Hôm nay thì mình và anh Hùng Phong đang ra một quán cà phê để có thể làm với các bạn một cái talk show về một chiếc Mavic Mini 2, một cái chiếc flycam đang rất là nổi tiếng hiện nay. Thì hôm nay chúng ta có khá là nhiều câu hỏi liên quan đến Mavic Mini 2 và mình sẽ nhờ anh Hùng Phong để có thể giải đáp cho các bạn những cái thắc mắc về chiếc Mavic Mini 2 này nhé. Vâng, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tokyo. Thì mặt mình chắc là các bạn cũng không quen, không lạ rồi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì hôm nay mình sẽ ở trong một vị trí là khách mời và người dùng trải nghiệm một cái sản phẩm của DJI. Mình sẽ trả lời một cách gọi là công tư nhất chứ mình cũng không quảng cáo hay cũng không gì cả. Đó thì ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với những câu hỏi đầu tiên này mạnh nhỉ. Thì em được biết rằng là cái thiết kế của Mavic Mini 2 thì trông nó khá là nhỏ gọn. Thì anh nghĩ rằng là với một cái thiết kế nó cũng nhỏ gọn như thế này thì anh nghĩ sao, anh nghĩ rằng là nó sẽ phù hợp với những ai và những ai đang cần mua chiếc Mavic Mini 2 này? Thực ra thì khi mà cái ngày đầu mình sử dụng cái chiếc Mini 2 ấy, bởi vì mình đã sử dụng qua gần như là tất cả các sản phẩm của DJI rồi, kể cả là Mavic Air, Mavic 2 Pro hay là kiểu Phantom, các thứ Inspire, gần như là mình đã sử dụng qua hết. Thì mình khá là đặc biệt một cái về chiếc Mini 2 này mà mình quyết định là chọn nó sử dụng nhiều hơn là những cái sản phẩm khác, bởi vì là thứ nhất là nó gọn là một. Đây thì như mọi người cũng thấy hay là trong những cái video mà giới thiệu hay Mạnh đã làm ấy, thì đa phần như anh em thấy là con này khá là nhỏ. Gần như là cái trọng lượng của nó chỉ là 249g. Nó rất là nhẹ. Đúng rồi, nó chỉ là 249g thôi như anh em thấy. Thì để trong lòng bàn tay, và cái việc nhỏ gọn này sẽ giúp cho mình, thứ nhất là bởi vì khi mà mình đi chơi thì thường thường là mình chỉ mang fly khi mình đi chơi thôi. Là con này đã dùng rất là nhiều rồi đúng không? Đúng rồi, chỉ cần mang cái túi này đi thì nó đã đựng được cái chiếc fly này vào trong cái túi đồ của mình rồi. Mình cũng không cần phải là kiểu ví dụ như là mang Mavic 2 Pro đi. Thì như em thấy là hôm nọ anh dùng đúng không thì nó to, nó hơi to, nó rất là to. Đấy, và thêm nữa là bởi vì nó nhỏ, nó gọn ấy, thế nên là cái tiếng quạt. Đấy, khi mà cái tiếng quạt anh em mình sử dụng ấy thì nó rất là nhỏ. Đấy, điều này thì nó sẽ không gây ảnh hưởng quá là nhiều đến mọi người xung quanh khi mình sử dụng. Đấy, như thấy lúc ấy mình bay thử ở trên chỗ đông người đúng không? Gần như là mọi người cũng không nghe thấy tiếng là cái việc là mình đang sử dụng flycam. Mà như kể cả nhưng bây giờ mình chỉ có Leon 2 Pro nhưng nọ anh em đi thôi. Thôi sao? Anh em bay rất cao rồi nhưng vẫn nghe thấy tiếng. Đúng. Cái này là một điểm mình nghĩ là khá là tốt của DJI, bởi vì con này hướng đến những cái người thế nhưng người ta chỉ sử dụng những việc là gia đình thôi. Đó, như đi du lịch quanh quanh thôi. Đúng rồi, mình đi du lịch, mình quanh quanh, mình muốn quay lại những khoảnh khắc thôi, chứ mình cũng không muốn gây tập trung, mọi người phải tập trung quá là nhiều về cái sản phẩm của mình đúng không? Tại vì bây giờ mình mơ lôi con flycam ra, mình bay xong nó cứ trên đầu. Điên quá. Đúng rồi, nó rất chi là kiểu gây phiền phức đến mọi người. Thế nên là cái điểm mà nhỏ gọn cũng như là cái tiếng gió bé của con Mini 2 này mình đánh giá khá là cao ở cái việc đấy. Thế kể cả những con cái mình đang chơi ở dưới đất mà mình kiểu có chạy cho chúng nó chơi ở dưới, mình bay trên đầu chúng nó chả biết. Chúng nó chả biết là gì. Tiếng rất bé, mình con phơi tiếng rất bé. Sau câu hỏi tiếp theo mà nhiều bạn đang thắc mắc rằng là ở chiếc Mini 1 ấy thì chúng ta chỉ có cái chất lượng hình ảnh là 2.7K và 30 frame. Nhưng mà ở trên Mini 2 của chúng ta thì chất lượng hình ảnh nó lên là 4K 30 frame rồi. Thì với anh, với tư cách là một người đã trải nghiệm rồi, thì anh cho em biết rằng là cái chất lượng hình ảnh nó có đúng như là 4K 30 frame không ạ? Thực ra là về chất lượng hình ảnh thì nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Bởi vì có những bạn bay fly bảo sao cảnh ở đây đẹp thế mà mình thì không được như thế. Bởi vì các bạn phải hiểu một vấn đề là nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Thứ nhất là thời tiết. Đấy, ví dụ như mình bay hôm nay bay trong điều kiện là thời tiết là Hà Nội đang rất là lạnh, nó khô và gió to, bụi nữa, thêm rất nhiều bụi. Anh em phải để ý là Hà Nội giờ bụi thì kinh khủng luôn. Đấy, thì cái hình ảnh thì không thể đem lại đẹp như là cái việc mà các bạn bay ra ngoài biển, những cái vùng biển nó thứ nhất là nó thoáng và nó trong lành hơn, là chất lượng hình ảnh nó đã khác. Tuy nhiên thì được cái đem lại tốt hơn của Mini 2 so với cả chiếc Mini 1 đó chính là cái độ phân giải. Thì khi mà cái độ phân giải đã lên đến 4K thì tất nhiên là cái chi tiết và chất lượng mang lại thì nó ok hơn. Và thêm nữa là màu sắc thì mình cũng không cần phải chỉnh quá là nhiều trên Mini 2, chỉ cần nhích một tí là hay là cái sản phẩm của mình nó đã ra, nó màu sắc nó đã ok hơn mà nó không cần phải ấy. Chất lượng hình ảnh trên Mini 2 tốt hơn rất nhiều so với Mini 1 các bạn nhé. Và chúng ta quay đêm thì mình nghĩ là con Mini 2 quay đêm ok, quay 4K mà các bạn quay tối thì như mình đã bay buổi tối rồi thì mình chỉ cần chuyển về chế độ chỉnh tay thôi thì tất cả mọi thứ đều ok. Không có gì phải phàn nàn về trước về chất lượng Mini 2 so với cái tầm giá mình bỏ tiền ra thì khá là ok. Cái câu hỏi tiếp theo thì với Mini 2 chúng ta đã có khá nhiều tính năng nổi trội rồi, thì với anh sử dụng anh thấy rằng là những cái tính năng gì là nổi trội nhất ở trên Mini 2? Nổi trội nhất trên Mini 2 thì có nghĩa là tính năng kháng gió. Về cái cản gió của nó khi mà mình bay trên cao thì cái độ cản gió con này khá là tốt. Như lần trước thì DJI có công bố rằng là cái tốc độ kháng gió của nó rất là tốt. Vậy thì là anh nghĩ rằng là nó có thể là bay được ở trong cái điều kiện như hôm nay là gió rất to không? Bay hôm nay thì bay được. Tuy nhiên thì có một lưu ý với anh em là bay, bởi vì là thứ nhất con này rất là nhỏ và nhẹ. Cái này nó chỉ là bằng nhựa thôi.
Thế nên là khi mà gió quá to ấy, thì kể cả là có mức độ kháng gió có cấp 5 hay cấp mấy đi nữa thì nó vẫn bị đảo. Tuy nhiên thì khi mà các bạn bay lên mà nó đảo ấy thì nó lại không ảnh hưởng gì đến cái gimbal. Đấy, thì theo như anh bay thì trong kể cả thời điểm hôm nay đi nữa bay thì kể cả gió nó có rất là mạnh, nó có đảo. Tuy nhiên thì nó lại cũng không làm ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh quá là nhiều. Chống rung rất tốt đúng không? Cái chống rung rất tốt nhưng mà khi mà hạ cánh và cất hạ cánh ấy, tại vì là hôm nay bay ở cái tòa nhà nó rất là cao, mình bay trong cái khu vực mà hạ cất cánh nó không được rộng. Thì cái việc cảm giác mà nó đảo liên tục cái fly khi mà ở cái tầm thấp là rõ ràng. Là có đúng không? Đúng rồi. Hôm nay anh cất cánh là ở tầng 9 của một cái tòa nhà. Thì trên này gió đã to rồi, ở dưới đất thì có thể là gió rất là lạ. Nhưng mà càng lên cao thì gió càng to và khi mà anh bay lên đến khoảng tầm đâu đó là 200-300 mét thì là bắt đầu có hiện tượng là gió to và fly bắt buộc anh phải hạ tốc độ cao. Thì cũng không thể nào mà có thể yêu cầu quá nhiều bởi vì đây là một chiếc mini 2 và rất là bé. Cái trọng lượng nó chỉ là 249 gram thôi. Nên chúng ta không thể đòi hỏi quá nhiều và cái mức độ là cản gió nó được. Đúng mặc rồi. Dù là nhà xuất công bố là mức độ của nó rất là tốt thế nhưng mà đôi khi là chúng ta sẽ phải trừ hao đi một chút. Đúng rồi. Tại vì nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố bởi vì khi mà gió to mà các bạn mất điều khiển fly thì nó rất là nguy hiểm. Thứ nhất là chúng ta có khả năng là mất sóng, bay nó bị trôi xa quá nó mất sóng, nó không thể quay về được. Là cái thứ nhất và cái thứ hai khi mà các bạn cất hạ cánh ở trong những cái khu vực gió nó to ấy, thì nó rất là ảnh hưởng đến cái vị trí anh em hạ cánh và bắt buộc những cái người hạ cánh ở trong những cái khu vực này đều phải là những người rắn tay và phải rất cẩn thận, rất từ từ, rất bình tĩnh thì mới có thể hạ cánh được bởi vì nếu mà như chỉ cần sơ sẩy như lúc ấy mà anh chỉ cần sơ sẩy anh gạt nhầm một phát thôi là cái fly của anh nó sẽ lao ngay vào cái biển quảng cáo nó đứng ngay cạnh anh, cái biển quảng cáo anh nó cách anh khoảng tầm đâu đó 3 mét. Thì chỉ cần mất khoảng mấy triệu thôi. Đúng rồi thì cái việc mất mấy triệu là cái điều nó rất dễ xảy ra. Vậy nên là đúng rồi, vậy nên là anh em lưu ý kể cả nó có cảm gió cấp 5 hay cấp 10 thì anh em cũng hạn chế bay trong điều kiện gió lại. Ở đó hôm nay thì anh em mình đã chia sẻ cho các bạn về cái chiếc Mini 2 rồi. Và đây là những cái chia sẻ rất là tâm đắc đến từ anh Hùng Phong. Vậy thì anh có những cái lưu ý gì dành cho các bạn nào chuẩn bị mua và sắp mua Mini 2 không? Thực ra là với những bạn mà chỉ sử dụng về phục vụ gia đình và các bạn kiểu cũng thích bay fly, thích lấy cảnh fly thôi thì mình nghĩ là con Mini 2 là khá là ok. Tuy nhiên thì con này ấy, nó lại có một cái nhược điểm mà nó lại không có quá là nhiều cảm biến. Anh em lưu ý nhá, con này là không có nhiều cảm biến đâu. Vậy nên là khi mà anh em đã bay được con Mini 2 này rồi thì yêu cầu anh em là phải rất để ý và rất thận trọng. Bởi vì nếu mà không sẽ có rất nhiều trường hợp xấu nó xảy ra. Và cái thứ hai nữa là anh em không nên bay trong những điều kiện gió quá to. Nếu gió mà to quá là tốt nhất là thôi dẹp bỏ ngay. Chứ đừng ông nào mà dại mà bay cả. Đấy, và thêm nữa là thứ nhất là nhẹ quá và nhỏ quá nhiều khi là không biết là fly mình đang ở đâu. Đây là những cái mà lưu ý mà mình nghĩ là anh em kể cả là có chơi fly bất cứ một con nào thì cũng phải nên để ý. Thứ nhất là anh em quan sát cái địa hình bay trước và cái thứ hai nữa là anh em nên giữ fly trong cái tầm nhìn. Nếu như bay quá xa tầm nhìn mà không thể nhìn thấy đâu thì tốt nhất là quay đầu về ngay và đừng bay nữa. Điều ấy để bảo an toàn cho anh em thôi chứ mình cũng không bảo là con này có thể bay đi không bay được xa như thế nào cả, mình không nói vấn đề đó mà mình chỉ khuyên anh em là đừng bay quá xa để đảm bảo rằng là fly có thể quay đầu về. Và cảm ơn chia sẻ của anh. Okay. Rồi, cảm ơn em. Trong clip tiếp theo nhá. Ok, xin hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo với tư cách là một reviewer chứ không phải một khách mời như hôm nay. Tokyo Camera, nhớ like, subscribe nhá. Ok, link sản phẩm thì bọn mình chắc là sẽ kèm ở dưới thôi. Anh em đừng quên like và subscribe cho mình nhá. Xin chào.